đang xem video tại kênh YouTube Review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Mỹ nhân sư tôn bị người đàn ông khác chọc ghẹo rồi, phải làm sao đây? Phần trước nói tới, sư tôn và tiểu sơn linh hăng hái giúp nam thu hái quả ăn. Nào ngờ trái ác quỷ kia vừa bỏ vào miệng đã khiến nam thu phun ra cầu vồng. Không những thế hai kẻ chủ mưu còn đùn đẩy trách nhiệm. Vậy là nam thu biến thân thành tiểu ác ma, lấy độc trị độc dùng trái ác quỷ làm hình phạt cho sư tôn và tiểu sơn linh. Nhìn hai người bị chua tới dựng hết cả lông tóc. Tiểu ác ma Nam Thu sung sướng cười ha ha. Hỏi có ngon không? Nghĩ đến mùi vùi còn chưa hơn cả tranh của thứ quả này. Nam Thu vẫn còn âm thầm toát mồ hôi lạnh. Vậy nên phải có họa cùng chia cho hai tên đầu sỏ này. Nam Thu vừa nghĩ vừa chống cầm ngắm nhìn Mỹ Nhân Sư Tôn. Đẹp đúng là làm gì cũng bổ mắt. Bộ dạng bị chua tới xanh mặt cũng làm Tiểu Nam Thu sao xuyến. Nhưng cảnh đẹp chưa kéo dài được bao lâu thì bụng Mỹ Nhân đã kêu lên ọt ọt. Đói rồi Lần này sư Tôn vô cùng tự giác đề xuất, muốn ăn thịt heo sữa. Nam Thu cạn lời, thật là biết ăn nha. Vậy là rất nhanh sau đó, chúng ta có khung cảnh Nam Thu chạy thục mạng vì bị heo rừng đuổi, còn Huyền Lăng vui vẻ đem theo heo con chạy phía sau. Nam Thu vừa chạy vừa không nhịn nổi phun ra mấy lời thô tục, vì sao con heo này lại đuổi theo cậu? Người muốn ăn heo con đâu phải là cậu đâu? Lẽ nào vì nhìn cậu dễ bắt nạt à? Nam Thu còn đang bận chạy Huyền Lăng ở phía sau thì chỉ nghĩ tới ăn. Y lẩm bẩm nầm heo nướng nầm heo nướng tới chảy cả nước miếng. Nghe thấy những lời này của y con heo rừng càng thêm tức giận. Nó dùng hết sức lao tấm thân gầy gò của nó về phía tiểu Nam Thu. Sự tôn cũng bị một màn này làm cho khựng lại đôi chút. Sau cùng y âm thầm nhếch môi cười. Mùa đông rất nhanh đã tới, khắp nơi được tuyết trắng bao phủ. Nam Thu co do run rẩy trong chiếc áo lông, vừa run vừa cảm thán, mùa đông ở đây thật là lạnh. Nhìn Nam Thu hắt xì liên tục. Huyền Lắc thắc mắc, lạnh đến vậy sao? Nam Thu ngây người nhìn về phía Huyền Lăng. Lăng, ngươi không lạnh chút nào sao? Huyền Lăng cho cậu một cái liếc nhìn. Không cảm thấy gì. Nhìn y vẫn mặc bộ đồ mỏng manh của mùa hè, run lên một cái cũng không thèm. Nam Thu ghen tị chết đi được. Nam Thu bày tỏ. Vài ngày nữa là ngày cực hàn. Lạnh nhất trong năm. Thân thể Nam Thu yếu ớt không thể ra ngoài. Chỉ đành đợi mùa xuân rồi lại chạy tới đây tìm Huyền Lăng. Chắc khoảng hai tháng nữa mới gặp lại nghe được những lời này huyền lăng sững sờ tại chỗ hai tháng sáu mươi ngày có phải quá lâu rồi không rõ ràng hai người bọn họ thời gian vừa qua ở bên nhau mỗi ngày mà giờ lại phải tách ra huyền lăng đi phía sau nam thu tính từng giây từng phút một càng nghĩ càng thấy không hài lòng về khoảng thời gian xa cách sắp tới lúc này nam thu đi phía trước đột nhiên dừng lại quay mặt về phía huyền lăng nở nụ cười nói lăng ngươi về đi không cần tiễn nữa hẹn gặp lại nha nhìn bóng lưng run rẩy rời đi của Nam Thu. Trong đầu Huyền Lăng nảy ra một ý, lạnh tới vậy sao? Chỉ cần không lạnh là được rồi đi. Vậy là vài ngày sau đó, Huyền Lăng liền vào trong núi tìm yêu hồ. Tấm lông của loài yêu thú này rất ấm áp Nam Thu sẽ không sợ bị lạnh nữa. Lấy xong lông thú, Sư Tôn vui vẻ nghĩ tới Nam Thu sẽ mặc nó trải qua mùa đông này. Vậy là bọn họ sẽ không phải xa nhau 2 tháng 60 ngày 1440 giờ 86.400 phút 5 triệu 180.000 giây nữa. Chính vào lúc sư tôn đang hào hứng đem lông thú về giặt sạch, thì phía sau vang lên tiếng gọi A Lăng. Nam nhân kia nở nụ cười bước về phía huyền lăng. Vô cùng thân thiết chào hỏi. Đã lâu không gặp. A Lăng. Nhưng mà, vì sao lần này ngươi lại ở trong bộ dạng thời niên thiếu? Huyền lăng không đáp lại hắn ta. Y cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Trong lòng tự nhủ, đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Thấy y không lên tiếng. Nam nhân kia tiếp tục nói, bộ dạng thiếu niên vừa ngu ngốc vừa mỹ lệ này làm ta thích muốn chết hắn ta nở nụ cười hàm muốn vân tay vuốt ve những lọn tóc trên vai huyền lăng mái tóc xinh đẹp này tên hỗn huyết nhà ngươi tiểu tạp chủng hai mắt huyền lăng đỏ rực cố gắng nhịn xuống sát ý trong lòng lúc này y không thể giết hắn ta nếu không mọi thứ sẽ bị truyền ra ngoài tâm cảnh nam nhân kia vẫn nheo mắt cười bị bạn thân nói như vậy chắc hẳn rất đau lòng nhỉ tiểu tạp chủng huyền lăng nhăn chặt mày nghiến răng nhìn về phía đối phương kẻ này rõ ràng là đang muốn khiêu khích y giết hắn thấy cuối cùng huyền lăng cũng chịu phản ứng nam nhân kia vô cùng hài lòng khích lệ đúng 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 dùng đôi mắt xinh đẹp đó nhìn ta đi huyền lăng ôm chặt lông thú trong tay nhưng ngón tay siết chặt đến run lên nếu giết hắn ta ở đây thì không thể ra ngoài thấy phản ứng này nam nhân kia không vui hỏi ngươi vậy mà không xé xác ta ra sao a lăng không nói chuyện càng lúc càng không thú vị chút nào hiện giờ vẫn chưa phải lúc để giết hắn huyền lăng quyết định làm thinh nhưng đối phương đột nhiên chú ý tới bộ lông hồ ly nhuốm máu được ôm chặt trong lòng giây tiếp theo bộ lông hỏa hồ ly đã bị người kia cướp lấy hắn ta âm trầm nhìn về phía huyền lăng hỏi người trân trọng bộ lông này như vậy muốn đem cho cái người tên là nam thu đó sao khi nói đến tên nam thu hắn ta còn cố ý kéo dài thanh điệu để nhấn mạnh cuối cùng huyền lăng không nhịn nổi nữa mà xông tới muốn cướp lấy bộ lông hồ ly tên đáng ghê tởm nhà ngươi làm bẩn bộ lông rồi nhưng hiện giờ tu vi của y đã suy giảm không phải đối thủ của hắn ta người kia né trái né phải không cho huyền lăng cướp lại bộ lông y càng giận dữ càng sốt ruột hắn ta lại càng vui vẻ bộ dạng như trẻ con này của người không lấy lại được chứ gì hắn phi thân lên không cười cợt tiểu tạp chủng sao ngươi lại trở nên vô dụng thế này hay là thế này nhé ta đếm đến ba nếu ngươi biến về bộ dạng mà ta yêu thích ta sẽ trả nó lại cho ngươi vừa dứt lời hắn ta đã bắt đầu đếm ba bộ lông hỏa hồ ly trong tay cũng theo đó bắt đầu bốc cháy tiếng cười rét lạnh vang vọng khắp nơi lửa ngươi đó Hả? Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like xe và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.